Xin chào bác nhá. Hôm nay cửa hàng Mai Trang lên clip giới thiệu bác lô máy cưa xích Nhật bãi nhá. Lô này em đây sẽ lô chữ X này, sẽ gồm có rất là nhiều máy đẹp nhá, máy cực kỳ đẹp, toàn hàng tuyển cho bác nhá. Echo 4000, Echo 3501 này, Zubi Komatsu, Shidewa, Estin, Mazu Tangma, Echo Makita các bác nhá. Rất là nhiều hệ, cực kỳ đẹp luôn. Bác xem clip thì vui lòng cho em xin nút like, nút đăng ký kênh và chuông thông báo. Số điện thoại cửa hàng là 0976 nhá, 123 320. Bên em bán hàng ship hoàn toàn quốc. Và sản phẩm sẽ bảo hành là nòng, điện, bơm nhớt là 9 tháng cho bác nhá. Máy móc thì dọn dẹp ngon lành cành đào, rất là đẹp các bác này. Rồi, đồ chữ X nhá. Sản phẩm khi bác mua cơ xích bên em có 3 món theo kèm, rũa, tip và tô vít cho mọi người. Rồi, em xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay. Thì đầu tiên ngày hôm nay có X1 ngày hôm nay. X1 ngày hôm nay thì em có máy tính từ thương hiệu của Makita nhá. Con này thì Makita nòng đứng này. Con này Makita MDE335 này, 35cc nòng 38 ly nhá. Con này cắt hạ cây đứng này, quanh gỗ tầm 40-45, rất là ngon các bác nhá. Trọng lượng máy chỉ 5kg. Đi theo máy sẽ là cái bộ lam xích của máy này. Lam của nó mặt cắt là 35 lam 40, xích trung 91. Lam xích các bác nhìn này, rất là mới nhá. Nhìn bộ lam xích biết độ keng của máy này, xuất sắc luôn nha các bác nhá. Máy thì bơm xăng phụ có hết các bác nhá, rất đẹp luôn các bác này. Đó, con này các bác nào mình kinh tế eo hẹp muốn mua con máy mà cắt tầm trung, cắt bán chuyên nghiệp, các bác cắt rất là ngon luôn, cực kỳ lợi xăng. Cái dòng này thì tua rất là lớn, hạ tải cực kỳ ngon nhá. Rồi, X1 ngày hôm nay giá 1,6 triệu, bao phí ship cho bác nhá. Máy móc này cực kỳ nét cho bác luôn nhá. Đó, test nổ X1 này. Con này thì máy móc cực kỳ ngon nhá, rất đẹp luôn. Đây giờ trắng tươi này. Con này căng ti chỉnh hơi cao nhá. Đó. Rồi, X1 giá 1,6 triệu, bao phí ship, máy quá đẹp luôn cho bác nhá. Rồi tiếp theo này, X2 thì em có một con cưa tay cụt, một con cưa tay cụt đến từ thương hiệu của Makita. Con này là Makita máy tay cụt công suất lớn nhá. Con này là một con máy tay cụt công suất lớn, chạy cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Con này mã của nó MDE340 nhá. Con này trang bị xuất là 34cc, nòng 39 ly, chạy 2 bạc. Một trong những dòng tay cụt mà phải nói là khỏe nhất trên thị trường bây giờ nhá. Anh em mà đang tìm kiếm con cưa mini tay cụt cắt leo trèo tỉa cành, cắt củi, cắt nhánh mà hàng công suất cực kỳ lớn nhá, và đặc biệt thì hàng máy hệ xài cực kỳ là ngon, thì có tham khảo này. Con này thì cắt rất là khỏe, cắt tanh gỗ tầm đường kính là 45-50, ok cho bác luôn nhá. Lam xích theo máy này. Đó, cái lam của nó mặt cắt là 35-40, xích trung 91, rất đẹp luôn các bác nhá. Con này thì đẹp xuất sắc rồi. Đó, con này đẹp xuất sắc rồi, đẹp đến 95% luôn mọi người ạ. Quá đẹp luôn. Đó, trọng lượng con này rơi tầm 4kg. Đó, cắt leo trèo tỉa cành, các bác cầm cái này các bác tì vào nhá, rất là tiện lợi luôn. Rất là đẹp luôn này mọi người này. Đó, con này là một con tay cụt mà phải nói công suất rất là lớn luôn, rất là mạnh. Thích hợp cho bác nào đi cắt kiểu mình cắt lấy tiền hoặc cắt chuyên nghiệp nhá, cắt chuyên nghiệp luôn. Đó, rồi ok. Thì con này giá của nó nhá, là 2,3 triệu. X2 giá 2,3 triệu một con cưa Makita hàng hệ nhá, hàng VIP cho các bác nhá. Test nổ X2 này, con này thì cực kỳ mạnh thôi, hơi căng két luôn này. Siêu VIP rồi. X2 giá 2,3 triệu, bao phí ship, một trong những hệ tay cụt mạnh nhất trên thị trường bây giờ. Rồi, ok. X3 nhá. X3 ngày hôm nay thì có một con cưa Echo. Con này là con cưa Echo khai thác bán chuyên nghiệp cho các bác nhá. Echo 341 VL EVL, máy cực kỳ xuất sắc nhá. Cực kỳ xuất sắc luôn nhá con này nhá, rất là đẹp luôn cho mọi người này. Con này này thì được trang bị công suất là 34cc. Nòng 340 ly các bác nhá. Nòng 40 ly, 34cc, lam Latin này, rất đẹp luôn, mặt tiền này còn vàng óng luôn, đỏ tươi, đỏ tươi nhá. Con này thì
là một con máy khai thác bán tầm trung cho bác nhá. Đối với hệ Echo này thì nó chạy rất là bốc, rất là bền và máy rất là trâu bò. Các bác có thể cắt tối ngày luôn. Đó. Các bác có thể cắt tối ngày chỉ cần có xăng là máy nổ thôi. Và đặc biệt hệ Echo các bác đã dùng qua rồi các bác biết nhá. Máy nó xài cực kỳ là bốc luôn, cực kỳ là bốc, cực kỳ là bền. Đấy, chạy càng bốc nhá. Trọng lượng con máy này rơi tầm trên 5 kg, 5,2 5,3 kg. Chụp ra trợ lực này, chụp ra trợ lực này. Rất đẹp luôn nhá. Máy này thì như trong thùng luôn này. Như trong thùng luôn. Đó, đẹp như trong tranh luôn này các bác này. Quá xuất sắc luôn. Quá xuất sắc luôn nhá. Rồi, X3 giá 2,3 triệu, bao phí ship nhá. Test nổ X3 cho bác nhá. Con này cắt keo quế mỡ xoan xiếc cực kỳ phê luôn. Tua lớn, chụp ra trợ lực. Rất giòn, rất êm luôn nhá. Ship cho anh em. Quá nét này. Quá đẹp luôn nhá. Con này khỏi chê, đẹp 97-98% luôn, hàng như trong thùng. Rồi tiếp theo X4 này. X4 ngày hôm nay thì em có con tay cụt siêu phẩm nữa. Con này đến từ thương hiệu của Mazu Sangma. Con này máy đời siêu cao nhá. Động cơ 2 bốt, động cơ 2 bốt cho các bác chạy cực kỳ thoát máy, cực kỳ bốc luôn, cực kỳ bền. Trang bị trên những cái chiếc xe ô tô bây giờ nhé, động cơ này một cái công nghệ mà phải nói là cực kỳ cao rồi. Mã của nó là CST này, 310M này. Con này sẽ được công suất là 31cc nhá, nó sẽ nhỏ hơn con này. Đấy, 31cc, nòng 37 ly. Đấy, chạy nhưng dòng này chạy thì cực kỳ bốc, cắt tải cực kỳ sướng nhá. Cắt thanh gỗ tầm đường kính 40, rất là ngon các bác nhá. Lam của nó mặt cắt là 35-40 xích chung 91 này. Máy này, đó các bác này. Rất là đẹp luôn này. Xuất sắc luôn nhá, hàng như hàng thùng luôn. Con này thì trọng lượng máy là 4 kg. Máy được trang bị chụp giật và trợ lực hồi này các bác này. Giật rất là nhẹ nhàng. Đó, trang bị chụp giật mà công nghệ chụp giật mới nhất của Mazu Sangma bây giờ. Đó. Con này thì giá 2,3 triệu nhá. Một con tay cụt siêu VIP này. Các bác nào mua về trưng bày và các bác cắt thì quá là ngon luôn nhá. Con này thì khỏi chê rồi. Nét 95-97% luôn rồi. Rồi. X4 này giá 2,3 triệu, bao phí ship cho anh em nhá. Test nổ này. Quá đẹp luôn, rất là sướng. Ok nhá. Con này giá 2,3 triệu, X4 giá 2,3 triệu, bao phí ship nhá. Quá đẹp. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo con X5. Con X5 ngày hôm nay thì em có con tay dài cưa chuyên nghiệp cho các bác nhá. Một con đến từ thương hiệu của Estin. Con này máy cực kỳ đẹp luôn này. Hàng như hàng thùng luôn các bác nhá. Con này thì là một con Estin 011 này, được trang bị công suất mạnh nhá. Một trong những dòng tay dài mà trang bị công suất lớn nhất rồi. Con này là 41cc. Lam xích theo máy này, các bác nhìn cái bộ lam xích giúp em này. Đó, quá đẹp luôn nhá. Lam của nó này, mặt cắt là lam. Con này lam 40. Đấy, lam 40. Lam mặt cắt 40, lam 45 nhưng mà cắt 40 xích chung 91. Đây, mặt tiền này, đó, mặt tiền lốc nhôm nhá. Đấy, cái hàm rồng của nó này còn bằng ống luôn nhá, quá đẹp luôn. Thì con này thì trọng lượng của nó 5 kg. Một cái dòng máy mà tay dài được trang bị công suất lớn, 41cc, nòng 40 ly. Tích hợp cho các bác đi khai thác chuyên nghiệp nhá. Khai thác chuyên nghiệp các bác cầm một con tay dài đấy, nhìn thì nó là dòng cơ mini thôi, nhưng các bác cắt con này thì rất là mạnh, phải nói siêu VIP luôn cho bác rồi. Máy con này thì phải nói xuất sắc nhá, như chưa xài luôn. Hơi hám con này thì còn nguyên sọc vân ngang, cực kỳ đẹp, 95-97% luôn cho mọi người luôn nhá. Rồi, X5 này giá 2,4 triệu, 2,4 triệu nhá. Con này thì bao VIP cho các bác nhá. Các bác nào đang tìm kiếm con cưa tay dài và công suất lớn nhá, hàng mini, nó dễ dàng di chuyển gọn gàng mà phải nói là công suất mạnh, cắt trâu bò thì có thể tham khảo nhá. Con này giá 2,4 triệu này, bao phí ship nhá. Con này thì xài siêu sướng luôn.
X Thắng Siếc có hết cho mọi người, chạy quá ngon luôn. X5 giá 2,4 triệu, một con super VIP cho các bác nhá. Estin, chạy Estin thì chạy không phải nghĩ rồi. Đời chạy IC cực kỳ bền luôn. 2,4 triệu bao phí ship này. Tiếp theo X6, X6 ngày hôm nay thì em có con máy đến từ thương hiệu Sidewa, một con máy đến từ thương hiệu Sidewa rất đẹp luôn các bác nhá. Con này Sidewa 352 nhá. À, thương hiệu Sidewa, thương hiệu cưa số 1 của Nhật Bản rồi. Máy thì trang bị tối ưu tính năng nhá. Tua lớn, máy nhẹ nhàng và đặc biệt thì chạy cực kỳ lợi xăng. Rồi, con này trọng lượng máy 5kg. Con này các bác đi cắt tầm trung quá ngon luôn nhá. Cắt keo quế mỡ này, vành gỗ tầm đường kính là 40-45, hạ cây đứng phải nói là hết bài luôn. Sidewa này quá đẹp luôn này. Con này 352 nhá, 36cc nòng 40mm, chạy cực kỳ bền lợi xăng. Lam của nó, con này lam dài nhưng mặt cắt của nó là đi tầm 45 nhá. Đó, xích chung 91, mặt cắt rất là dài luôn này, rất đẹp luôn các bác nhá. Mặt tiền đỏ tươi này. Con này thì máy quá đẹp nhá. Còn cái tem nó còn nguyên cả cái túi bóng em chưa bóc ra nha các bác. Thích mới các bác bóc cái lớp màng này ra. Đó. Rồi, con này bơm xăng phụ trợ lực có luôn nhá. Máy đẹp xuất sắc này, đỏ tươi. Siêu hài, chạy bao bền bao VIP rồi, tua rất là lớn. X6 này hôm nay giá 2,5 triệu nhá. Bao phí ship cho anh em 2,5 triệu bao phí ship cho anh em. Rồi, test nổ X6 này. Con này thì chạy cực kỳ ngon thôi, giá chỉ 2,5 triệu thôi. Chạy cực kỳ VIP nhá. Rất là lớn luôn. X6 giá 2,5 triệu bao phí ship. Rồi tiếp theo X7 này. X7 ngày hôm nay có con Komatsu. Con này Komatsu nhá. Komatsu dòng cưa mà chuyên cho bác cắt công trình. Máy chạy cực kỳ êm luôn. Con này là mã của nó ESK840ZUB. Đây được trang bị công suất là 40cc nòng 40mm nhá. Lam mặt cắt của nó dài lên tới là 40 này. Làm 45 xích chung 91 này. Đó. Con này trọng lượng máy rơi tầm 5,5kg. À, nó được trang bị chụp giật trợ lực lớn này. Trợ lực lớn nhá, giúp các bác giật máy nó nhạy nổ hơn. Và đặc biệt thì giật rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng. Các bác nhìn này, mặt tiền này, máy mới keng như chưa xài luôn. Con này thì máy đẹp 95% rồi. Giảm giật của con này là giảm giật bằng lò xo. À, rất là êm. Rất là êm luôn. À, thắng xích thắng xiếc thì có hết nhá. Bơm xăng phụ có hết này. Máy quá đẹp luôn này. À, con này quá đẹp luôn nhá. Con này cắt khai thác tầm trung quanh gỗ tầm đường kính 45-50, hạ cây đứng nhá, là hết bài luôn. Hoặc các bác có cắt trong những cái khu dân cư hay là khu gọi là đông người, dòng chuyên cắt công trình mà cái bô của nó là bô kích âm, cho nên là nó tối ưu hóa cái âm thanh tiếng ồn. Dòng này thì chạy cực kỳ lợi xăng rồi, độ bền rất là cao. Còn này các bác nào cắt khai thác trong gia đình mình thì phải nói là không biết bao giờ cho nó hỏng luôn. Cắt cái cỡ keo quế mỡ kiểu vành gỗ tầm đường kính 40-45 thì phải nói là không biết bao giờ cho hỏng luôn, rất là bền luôn nhá. Dòng này siêu VIP rồi. Máy thì thắng xích thắng chiếc còn hết cho bác nhá. Máy rất là mới luôn. Rồi, X7 giá 3 triệu bao phí ship này, rất là nhẹ nhàng nhá. Trợ lực lớn này thì giật siêu nhạy nổ luôn và siêu êm bất chấp mọi điều kiện khí hậu luôn. VIP con X7 giá 3 triệu bao phí ship này. Máy mọc này, ốc áng 7 màu đẹp keng luôn. Quá xuất sắc. Rồi, X8. X8 ngày hôm nay thì có con cưa Echo nhá, có con cưa Echo. Con này là Echo V3501 này, đời 4 số nhá. Con máy này thì sẽ được trang bị suất là 35cc, nòng 40mm, nòng 40mm. Đó, đi theo máy làm bằng lam mặt cắt là 40. Là làm 45 mặt cắt 40. Con này thì các bác hạ cây đứng nhá, cắt khai thác tầm trung là rất là ngon các bác nhá. Vanh gỗ tầm đường kính 40-45, hạ cây đứng rất là ngon. Thì cái dòng Echo này này, các bác nào quen xài máy Echo nhá thì các bác biết đó, máy xài cực kỳ là sướng luôn, êm bền. Đó, êm bền và vào tải nó, cái những cái dòng này thì đời cao rồi, cho nên là các bác cắt vào tải nhá, máy nó rất là lực luôn. Máy thích hợp vào một cái cò xả áp này, rất là chuyên nghiệp trên những cái dòng cưa khai thác tầm trung. Rất là chuyên nghiệp trên những dòng cưa khai thác tầm trung.
Con này thì tí em sẽ test nổ cái tiếng máy khi các bác ngạp cảm nhận cái tiếng bô khi mình lên ga nhé. Nó rất là bốc, rất là lực luôn nhé, rất là sướng. Trọng lượng con này nó rơi tầm 5,5 kg nhé. Con này được trang bị xuất là 35cc nòng 40mm nhé. Đó, các bác nào quen xài hay Echo thì các bác tham khảo nhé. Echo xài khỏi phải nghĩ rồi. Echo là đồ đạc của nó nhiều nhất luôn nhá, rất là phổ thông luôn đó. Tất cả dòng máy bãi, máy cưa cắt cỏ các bác đã tìm hiểu qua thì đều biết đến thương hiệu Echo rồi. Nó phủ thị trường rồi, của nhà máy Yamapico ạ, nó phủ thị trường. Cho nên là nó rất là phổ biến và đặc biệt chất lượng nó rất là cao, rất là ổn định cho bác nhá. Rồi X8 giá 2.700.000, bao phí ship cho anh em nhá. Em test nổ này, hơi căng đét luôn, rất êm luôn. Cắt tải phải nói hết bài luôn các bác nhé. 8 giá 2.700.000 thôi, bao phí ship cho anh em. Cái dòng này chạy siêu bền, siêu loại xăng. Rồi X9 này, X9 thì em có con cưa Echo nữa. Con này là một con cưa cho các bác đi khai thác tầm trung chuyên nghiệp các bác nhé. Có nghĩa là nó những cái rên riết của nó sẽ dài hơn và giúp cho các bác nào hơi hám nó sẽ mạ dày hơn, giúp các bác cắt mà khỏe, là tối ưu hóa cái tính công năng của chiếc máy nhé. Con này thì các bác cắt tối ngày cho em, cắt phải nói là người mệt luôn, thay nhau cắt cho em nhé, rất là khỏe, rất là bền và đặc biệt thì độ tiêu hao nhiên liệu rất là ít luôn. Với cùng công suất như này, các bác trên những cái máy Trung Quốc thì 40cc thì nó sẽ, con này thì phải tiết kiệm 1/2 nhiên liệu cho các bác nhé. Đó, một ví dụ con cưa kia các bác cắt một ngày cái tầm 2 lít thì con này chỉ hết 1 lít thôi. Đó, rất là tiết kiệm xăng và độ bền rất là cao. Đi theo máy là cái lam tản nhiệt này, xích 325 lam mặt cắt 45-45. Con này chạy chung đồng tiền cho anh em luôn nhá, chạy chung đồng tiền cho anh em. Máy rất đẹp luôn. Dòng này thì hệ anh em miền Tây rồi. Cắt tầm trung này, vành gỗ tầm đường kính là 50-60 nhá. Đấy, hạ cây đứng rất là ngon luôn này các bác nhá. Con này thì Echo V4000. Đó, một con siêu hệ. Trọng lượng con máy này rơi tầm 6,5 kg. Đấy, 6,5 kg, rất là nặng luôn, đầm tay nhá. Đó, vì là hệ khai thác cưa chuyên nghiệp mà. Con này thì có van xả áp luôn này, van xả áp luôn, các bác đóng vào thì giật rất là nhẹ nha. Ok, thì X9 này giá là 3.300.000 nhá, là bao phí ship cho anh em. X9 giá 3.300.000, bao phí ship cho anh em nhá. Em test nổ con cuối cùng ngày hôm nay, X9 này. Đó, X9 giá 3.300.000, bao phí ship cho anh em nha, một con cưa khai thác chuyên nghiệp cho anh em. Rồi ok, thì anh em là quan tâm sản phẩm mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng 0976 12 370. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.